vừa giao dịch ngoài kia về thì anh Tám cũng quyết định là xử lý một vài chi tiết. Thì hôm nay chúng một xài cũng cố gắng ghi hình lại tại vườn của anh Trung Hói Yên Mô. Đặc biệt anh đang sở hữu một cây nhài cũng khá là đẹp, mà một số tác phẩm trong vườn đây thì cho là cây nó tốt quá thì chúng một xài không thể quay được. Do cái mùa này thì là xem là nhét cắt đầu tiên mà anh Tám đưa đi này, cái rễ nó là chắc chắn là người chủ cũ thì người ta cũng không muốn để đâu, tại vì nó là đất ấy quá, ẩm quá này. Đất này ẩm lắm. Cái này thì tình hình có cấy lại không anh Tám? Khả năng phải nhắc là cấy lại. Đấy, thì bây giờ thực ra là anh em biết là anh Tám anh cấy cái long mà trước chung con trai quay lại đấy. Nhìn nó em quay ra mặt này. Rồi. Đây là tôi. Cái cắt cái cổ đi. Sau khi cắt đây. Anh nhìn trong ống kính nó đẹp hơn không? Cho cổ nó ngược lại. Ý là mai kia lấy cái cổ này à? Ừ, ngọn nó bay về đấy. Đây này. Cắt đây, cái này nó hơi to này. Ừ, cắt đây. Từ từ mà cắt đi. Quyết định cắt rồi. Cái cổ nó hồi lại, hơi xa, nó không tới. Ấy, được chưa? Đây nhá. Trước đó thì bên này nó có một nhát cắt rồi đúng không? Đây nè. Tiếp tục. Thôi bay đèn rồi. Nói chung là phải cấy lại nên là anh Tám quyết định là đục hết lại. Mình cấy lại mình cho gọn, nó gọn lại cây. Nhổ đây đi em, nhổ cho nó ra. Nhổ cho nó ra. Vậy thì nhổ xong rồi ta lại bỏ lên trên này thôi, dám ạ. Đừng để đất, đừng đất làm. Cứ cho con đánh. Đây, các bác anh em chú ý nhá, thì ta đừng nên dùng độ ẩm quá nhiều. Thế là cây phôi mà này, lấy trước đây, lấy của thợ về thì đây. Không khéo là rễ không lên, ta phải làm lại, cấy lại hoàn toàn. Quá bết rồi canh à. Đất bết quá. Đất này đúng là không, mình không xử lý chưa chắc đã. Cái này thì sau quá trình một tháng thì tôi sẽ quay lại cho anh em xem quá trình anh Tám mình làm lại nhé. Thì thực ra là đất cấy cũng phải khác biệt. Đây, cho anh em biết. Đất phải cấy phải như thế này. Đây nghe anh em nhé, độ ẩm cũng không cần phải cao. Nhưng mà đất khẳng định là rễ nó ra khá là nhiều luôn. Một số cái tác phẩm bên kia mà Trung Quốc sai trước đó cũng đã quay rồi anh em biết. Rễ nó ra tua tủa luôn. Đây. Đây là những cái phôi mà cũng vừa mua về. Không ra được đâu. Đấy, đấy nhá. Đấy. Anh Tám chia sẻ với anh em chút nào. Nếu mà như thế này thì làm sao mà là đây các anh ơi. Đấy, đất thịt nó như thế này nó bết thì nó đầu bít vào đầu rễ nó không thể ra được. Quá trình xử lý đất như này. Nên là chúng ta phải nên triệt để đúng không? Triệt để cắt lại cái đầu rễ. Đó. Đất thịt nó như thế này sao nó ra được. Đây thế ông chủ mà ông còn cũng không ưng thì đấy. Úi giời ơi. Đất này chết cái con này. Không được. Có tức anh em thì cũng làm vừa tay vừa phải nhé. Không phải, mình phải ra tượng cái đầu rễ này này. Chúng ta biết thế này là nó rất khó, nó bít lại. Bít đất này, thấy không? Nhựa thì rất nhiều nhưng nó bó, đúng không? Nó bó. Rễ không như để nhựa thì cây này. Đấy, làm đất kỹ. Cái tiêu chuẩn của anh em trên cây là làm đất thật kỹ. Đấy, để cho cây thật khô, cấy vào thì ổn định hơn. Đây nhá. Đấy. Không cắt lại là cũng gần như là đây, những cái này là phải cắt hết lại thì còn đường. Đây. Cây độ ẩm nó cao quá cũng được cái bết về đầu nhá. Đúng rồi. Anh đang nhà. Ừ. Gì đây? Chắc thằng Dũng gọi cho món gì rồi. Dũng hả nho. Dũng cây à? Không, thằng Dũng kia.
dụng cũng cây nhưng mà dụng vẫn dụng cây công trình. Hay là nếu mà cứ tự tin vào với cái đất của người ta làm đấy là mình cũng dễ bị, nếu mà không ấy là cũng dễ thăng đường đấy, nên là rất là nguy hiểm nhá. Cây thì mình trân trọng, rất là quý, mua được về cây rồi nó cũng rất là quý đấy. Nó quá bê tết cả nhỉ, không cắt lại là có khi là cũng đấy, nó bết cái đầu đất vào rồi không ra được, đất bể nó chít chít vậy thì dễ ra đấy. Đất đưa em cái gương cười. Đây là cách xử lý tốt nhất cho những cái tác phẩm cũng như là những cái cây xanh mà mình mua về. Nếu mà thấy cái lượng đất ẩm quá cao, mà nó mà phôi thôi thì anh em cố gắng là ta nên cắt lại hết đầu rễ. Các anh nhá, bây giờ nước đang ướt đúng không? Đất đang ướt, để mình nâng lên cái nó bết giống như để đấy. Đấy không? Nó bết. Nó nhẵn như thế này. Thấy không? Không ra được cái chứ. Cứ để từ từ tháng sau thì con à. Đất của mình thì có thiếu đâu đúng không? Đất làm cây cũng có thiếu đâu. Đấy, đục lại bộ. Nói chung là nhìn cái đục là biết. Nó cũng không được kìm khạp kìm kiếc gì đúng không anh ta? Không. Đục có sắc rồi thì đôi khi là mình cũng cả một cái đầu cành người ta mới trồng, nó phải lây thôi. Cái cạp này không thể có đường lật lắt léo giống đục. Ui giời, nó cho hắn mảnh ấy rồi. Có mảnh đấy nó từ bên dưới ấy. Thì anh cho một cái dưới. Cái này đất này anh cứ bỏ gọn này thôi. Anh đổ ra đây. Còn đang chậu kìa. Đấy. Cái này khi mai mày cấy cũng được. Cấy luôn nhỉ. Đất khô thì không sao rồi. Đất khô không? Có phân bất đất khô. Để vậy đất này nó khô này. Đất này. Khô và như là đất này. À, nó dễ ra dễ này. Nó quay. Bố để trong mát đây thì cây nó ổn định rồi. Và toàn xếp không, xếp xó hết. Nhiều đồ quý quá mà cây nó tốt này mình cũng thể quay được. Chia sẻ video sau cho anh em. Này cắt nhỏ nhỏ thành cây của ông Hồng như cây ông nhỏ tí ngày xưa nhỉ, lắm tiền lu dòng ra. Làm mấy cái kéo của bọn Nhật á, tì đến đâu nó đi đấy ngọt lư luôn. Nó phập vào tay nữa nè, tám này, khâu còn lại mũi này. Mấy con phụ là đúng rồi. Giờ biết sao được. Đây là cái nhà nhá anh em nhá, nhà ta. Cái này thì giao dịch rồi, nên là nó tôi không nói nhiều cái nhà. Nó cũng biết mình rồi. Có lấy đất ra nữa ông 18 hay nào tương đối thôi. Thôi lấy đất sơ sơ vậy gọt đèn đầu. Gãy là được mà. Cái đầu này nghiên cứu tí cho đầu này. Nghiên cứu cắt tí mà. Còn cái đấy thì bữa sau. Buổi trưa hôm nay với cái nắng 42 độ thì chúng tôi đã bắt về một tác phẩm như này. Tiếp tục vào tay 18 mới xử lý một vài chi tiết nữa là cấy lại thôi. Cái cây như này thì bây giờ cũng khó. Đây là một cây xanh như là gần như năm biển hạt. Alo. Chỗ này các em muốn gọi. Anh nghe rồi, anh đang bận tí này nhá. Anh không chơi cái trò đấy em ạ. Lại chứng khoán à?
là anh không chơi cái môn đấy nha. Mà gọi cho anh chung môn sai. Ui giời, cái môn thì anh không chơi cái chứng khoán này, cái gì em đang nói đây. Mới gửi ngân hàng có tỷ bạc bây giờ còn... anh, suốt ngày các em gọi tên, rồi. Anh ở tên dân tộc mà nói chung từ ngữ nó không được ngon lành. Ừ, đấy là tiếng địa phương của anh. Ừ, đấy thì anh ở bãi tên đấy cơ mà, quan Hai Ba Thước cơ mà. Trời trời, buồn. Sao bọn nó thính nhỉ? À, anh Trung ơi. Ừ. Cái bọn mà nó làm bằng ở trên mạng đấy nó bảo là thôi nó xin. Nó bằng chuẩn 100% không phải đặt cọc. Mày là... lắm à? Chẳng nào có bằng chuẩn. Đang thi nồi kèn nó còn không được đây. Nó bảo là về ông kiểm tra đàng hoàng ông trả tiền chứ không phải ông. Đúng rồi, cái thằng mà hốt cục đây ra nó thành cái ú này. Cái ú đây. Từ nó bảo không cái dễ đấy nổi đấy. Không nổi ra đang thẳng cái thề thằng này. Ờ không, đấy phải đặt. Ai bảo vậy? Trồng ở đây này mà cắt đây hết à. Trồng nổi cái đấy lên á. Nổi để cho nó phun rễ chứ cắt gì hết. Nó bảo là ông về ông kiểm tra mã vạch các thứ đầy đủ bằng có hồ sơ được chuẩn ông giả tiền cũng giả. Đúng rồi, ông anh mua cho ông hai cái cũng cam kết như vậy. À, việc thật đến nơi mà không phải đâu mà mình quét được đâu mà không có tên mình trên đấy. Mình quét thì trả lại cho nó. Thì trả lại nhưng mà không mất công, không được đâu. Để sao mình đi thi giờ mà lại có bằng thật được. Có cái cho anh cái gì chứ chưa? Có đỡ không anh? Đại gia Yên Mô mà chơi cây phát là phải bốc phần luôn, bốc đất luôn đấy anh em ạ. Chơi cây nó phải như thế. Đây, sau khi xử lý thì cũng xử lý đi một vài chi tiết rễ đi. À, thứ hai là anh em cố gắng là nhìn Huỳnh Tám ạ. Hả? Đấy, cân rồi. Rồi cấy thôi. Đúng không? Rồi bỏ đất đi. Rồi cứ đổ đất đi. Xem kiểu dáng được chưa anh? Kiểu dáng được rồi. Nói chung là chúng tôi là định để mai với cấy nhưng mà anh Trung là anh vội, ngày mai anh phải đi công tác xa. Không tưới được cả. Nên là thôi thì ta cũng cứ anh cứ để 2-3 ngày tưới được. Cái này thì thoải mái. Anh chùm mấy cả mà. Không, mạng chưa chùm được. Cái này cứ để từ từ. Cứ để cho nó khô đã. Chưa chùm thì cứ để vậy. Chỉ tưới trên thân thôi. Cấy cho ông chủ cũng yên tâm vì là tôi với anh Tám còn phải về Nga Sơn dạo bước một vòng. Đúng không? Không thể không thôi. Quê hương tôi đang gọi từ sáng giờ. Nhưng mà mình trồng kiểu này lại khác kiểu của nó đây sao này? Khác kiểu gì? Đam mê làm gì cho nó khổ. Đam mê là khổ lắm anh em. Thôi để em bỏ đất xay nhá. Rồi bỏ đi. Xay, đất xay nhá. Ừ. Đúng rồi. Ừ, bỏ đất bé đi. Rồi. Đất Nhật đi. Đất Nhật thì cũng bỏ. Đấy. Mấy thằng hôm trước nó bảo anh làm đất gì mà nó đẹp thế. Tuyệt vời. Đúng không? Đất tuyệt vời. Cái cà xỉ, cả sơ dừa. Các loại thập cẩm. Cả phân, cả đất. Ôi giời. Tiền đất nói chung là Nga Sơn tôi chấp nhận nó không tuyển làm đất tốt. Còn đây này phải sàng lên. Làm xong sàng hết cái đoạn này. Ok, cây tương đối là vậy thôi. Mua. Hả? Đất mua. Bây giờ làm sao mà xin được? Thì tất nhiên không có thì cứ bỏ đất ruộng thì tôi có đâu, ngày xưa giờ mấy năm giờ tôi có thay đất đâu. Cứ bảo vậy yếu vạ thế cho nó cho tí đất ruộng tí phân ải. Ôi nhưng mà đất ruộng thì lại quá tuyệt vời, đất màng ruộng bây giờ. Tí sơ dừa bảo là ok. Đấy là ok với mình thôi. Đúng rồi. Đấy là ok với những người người ta phải. Tại sao mà cái đội ngoài thủ đô nó cứ rơi hàng triệu còn bì phân nhỏ cân. Chồng thế kia nhìn. Đúng rồi. Đúng mình nó nhưng mà để đạt tiêu chỉ chuẩn mà gọi là để làm đất thì nó là nhiều yếu tố lắm. Đây này, nói thế thôi chứ vài hôm bữa nó bấu hết rễ đây, anh em nhìn nó sướng. Cây cũng tương đối hoàn thiện rồi. Trung Bonsai cũng xin được ngưng video ở đây.
ngưng video ở chỗ Trung Quân Khai ngưng video ở Trung Hói. Hôm nay mới có dịp ra trốn vợ đi ra anh Trung Hói. Hai Trung gặp nhau. Hai Trung gặp nhau thì cũng đã giao dịch rồi. Hai anh em trưa nay Trung Hói Trung Khai gặp nhau mới xây biết cửa nhận anh em. Anh đảo. Đi vậy mai ông Chiến cũng thấy anh em mình quay video rồi ông lại chuyện đi không đủ uống. Chiến bữa nay đang bận lắm. Anh mình xem xong anh nhìn video anh ưng chưa, bộ xoay độ giếc như nào. Nó tương đối rồi. Đây nói như một con thú, quái thú mà. Con gì thì anh em cứ tự tưởng tượng đúng không? Ok đấy nhìn tám nhỉ. Ok các bạn ơi. Rồi. Thôi, thân ái để... chào tạm biệt. Vâng, chào tất cả anh em nhé. Thì anh em nào mà tham khảo cái quy trình cấy này, trước đó thì mình cũng kêu quay một vài video của nhà vườn cây anh Tám rồi. Thì cái cách cấy của anh cũng như là cách làm phân đất như nào thì anh em cứ alo cho anh Tám. Anh Tám ơi, số điện thoại anh bao nhiêu nhỉ? 0938 530 530 888. Nghe số điện thoại đã sợ rồi, mà nhất là tên anh lại là Tám nữa. Ok, chào tất cả anh em nhé.